Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế, về hành vi giết người. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1, sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế. Đây là đoạn đường một chiều có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực phường Thủy Vân cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở với yêu cầu đối tượng Sang quay trở về nhà. Tuy nhiên, Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và sâu sát với lực lượng tổ công tác. Tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh vào gần cổng nhà của đối tượng. Lúc này, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo hung khí bất ngờ tấn công tổ công tác. Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đại úy Trần Duy Hùng và các đồng chí khác cũng đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, đại úy Trần Duy Hùng đã bị đối tượng tấn công vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu, nhưng đại úy Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Chiều ngày 13 tháng 1, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh này cùng đông đảo đồng đội, người thân và người dân tham dự lễ khâm liệm Phủ Quân Kỳ Linh Cữu Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, người vừa vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân. Dẫu là người quen hay chỉ từng một lần gặp mặt thì dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi khi hay tin đại úy Trần Duy Hùng, người cán bộ công an nhân dân vừa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối ngày 12 tháng 1. Để lại người mẹ già, vợ và đứa con thơ dại bơ vơ. Đồng đội mất đi một người cán bộ ưu tú, người đồng chí, người bạn chân tình. Bà con ở con hẻm 137, đường Trường Chinh mất đi một người hàng xóm gần gũi, thân thiện và tốt bụng. Anh Trần Văn Kháng, Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố số 6, phường An Đông xúc động nói, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nguy hiểm, bất trắc thì luôn còn đó. Có thể đặt người chiến sĩ công an nhân dân giữa lằn ranh sinh tử ở bất cứ tình huống nào. Ông Kháng nói, ở địa phương, đại úy Hùng là một đảng viên mẫu mực, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Cha của đại úy Hùng nguyên là cán bộ của công an thành phố Huế và mất sớm, nên đại úy Hùng là lao động chính trong nhà. Vợ anh không có công việc ổn định, mẹ già thường xuyên đau ốm và đặc biệt có một người anh trai mất sức lao động. Anh Hùng nằm xuống để lại vợ con bơ vơ. Tổ dân phố chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình anh Hùng vượt qua nỗi đau này. Ngay khi đồng đội đưa thi thể đại úy Trần Duy Hùng về nhà riêng ở số nhà 35, hẻm 137 đường Trường Chinh, phường An Đông, thành phố Huế, bà con gần nhà anh chẳng ai bảo ai đều lặng lẽ đến phụ giúp gia đình lo hậu sự. Ông Trần Quyền, một trong những người hàng xóm của anh Hùng xúc động kể, anh Hùng là người hiền lành, tốt bụng, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép. Ngoài công việc của cơ quan, anh Hùng là người chịu khó, biết chăm lo cho gia đình và chăm sóc mẹ già yếu, anh trai bị bệnh. Ông Quyền kể, trước lúc đi làm nhiệm vụ, anh ấy còn chào hỏi mọi người rồi mới đi. Nghe đâu là có vụ việc gì đó cần phải giải quyết nên đi gấp lắm. Ai ngờ đến tối thì hay tin anh Hùng hy sinh. Tấm gương hy sinh anh dũng của đại úy Trần Duy Hùng chính là sự khẳng định tinh thần phục vụ quên mình vì nước, vì dân của lực lượng công an nhân dân. Thượng tá Trần Thế Vũ, Phó trưởng Công an thành phố Huế cho biết, chiều ngày 12 tháng 1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường. Nhận tin báo, đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, Sang đã chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công anh Hùng. Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm nên đại úy Hùng lao vào khống chế Sang. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Hùng đã liên tiếp bị Sang dùng dao tấn công vào vùng cổ, ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh. Thượng úy Trần Thế Vũ cho biết, đại úy Trần Duy Hùng hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, công an thành phố Huế nói riêng. Hiện công an thành phố Huế đang tập trung để lo hậu sự cho đại úy Trần Duy Hùng và chia sẻ, giúp đỡ để người thân, gia đình anh vượt qua sự mất mát lớn lao này. Hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm hồ sơ liên quan các chế độ chính sách đối với đại úy Hùng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng liên quan vụ án. Ngày 13 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Duy Hùng 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, khi đang áp sát đối tượng nghi vấn mua bán ma túy đã bị tấn công trọng thương. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11 năm 2023, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một số người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, đồng chí Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục tấn công. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo về hành vi giết người. Sau thời gian điều tra tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, người thân và đồng đội hết lòng chăm sóc, nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã không qua khỏi. Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân. Những ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu. Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023. Thi thể Thượng úy Trần Trung Hiếu đã được người thân, đồng đội đưa từ bệnh viện về quê nhà tại tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng úy Trần Trung Hiếu ra đời và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền. Từ nhỏ, Thượng úy Hiếu đã ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Thượng úy Hiếu đã cố gắng học tập và thi vào trường trung cấp an ninh. Sau khi tốt nghiệp, Thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Đến năm 2017, Thượng úy Hiếu thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự. Vừa học vừa làm, tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương về điều động công an chính quy về đảm bảo các chức danh công an xã, Thượng úy Hiếu xung phong về cơ sở, được điều động làm công tác tại Công an xã Xuân Hồng. Thượng úy Hiếu là một trong 3 cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng. Xã Xuân Hồng cũng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Hoàn cảnh của Thượng úy Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, Thượng úy Hiếu cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Con đầu 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng. Con út mới 10 tháng tuổi, vợ đang làm hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều tối ngày 23 tháng 9 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức thông tin về vụ việc Trung úy Đỗ Văn Tú, sinh năm 1998, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bị đâm tử vong trong khi thực hiện nhiệm vụ ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Sau 14 giờ khẩn trương truy tìm, ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được đối tượng tấn công tử vong Trung úy Đỗ Văn Tú là Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, quê quán xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, đang trong cá trực, Trung úy Đỗ Văn Tú nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ về việc trên địa bàn xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng nghi vấn bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu Trung úy Đỗ Văn Tú. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã không qua khỏi. Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú tổ chức tang lễ theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán của địa phương. Báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thực hiện chế độ chính sách đối với Trung úy Đỗ Văn Tú theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.